Em xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là ngày 31 tháng 3. Em phải lên một số những mặt hàng cho các bác sưu tầm nhá. Đấy, đầu tiên đây là một giò tam bảo sắc của người dân người ta trồng đây. Thật sự các bác, ở đây là toàn là những cái cục nguyên bản mà người dân người ta lấy về xong người ta bắt đầu là người ta ghép ốp vào nhá các bác nhá. Đấy. Giò này thì gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ngòng hoa nhé các bác nhé. Rồi được 11 ngòng hoa đấy, khá là to đấy các bạn. Và mã số B15 600.000 nhé các bác nhé, 600.000. đây toàn những cây xếp rất đẹp các bạn đấy, hàng nguyên bản của người dân người ta về người ta trồng đấy. 600.000 B15 to quá. Giò tiếp theo mã số B16. B16 thì cái giò này rất là đẹp các bạn, nó lá rất là to, rất đẹp nhá. Và cần hoa của cái cây của cái giò này cũng rất là dài. Đây các bác nhìn cái cần hoa cũ của nó đây, đấy nó dài hơn 40 phân cơ, đấy nó phải gần 60 phân cần hoa. Đây cần hoa rất dài và được 1 2 3 4 5 6 7 8 ngọn gì đấy và hoa rất là nhiều. Nói chung là giò này được rất nhiều hoa luôn, mỗi cái cần mỗi cây nó ra được 2 ngòng hoa liền này. Riêng cái cây cành này nó đã ra 3 ngòng hoa liền này. Đấy cành này cũng 3 ngòng hoa này. Đấy. Được 2 cành 3 ngòng là 6 rồi đúng không? 6 7 8 9 10. Ui nhiều lắm, nói chung là chưa đếm được. Mã số ở B16 1 triệu nhé. 1 triệu mã số B16. To quá. Đi múc đóng là cũng rất là vất vả đóng hàng cái giò này. Tiếp theo là một giò kèn Lai Châu mã số 76. Đấy, các bác nhìn xem mặt hoa của nó tím lịm luôn. Đấy. Rất là tím nha các bác nhá. Cái này là hàng của nó là nguyên một dề của nó đấy. Mã số B à mã số 76 400.000 các bác nhá, 3 thân hoa. Tím lịm lịm. Tiếp theo là một giò kiều cam mã số B13. Lụ của nó lên rất to các bác nhé, lụ rất to nhé. Được một lụ này, hai lụ này, ba lụ này, bốn lụ này. Giò này được bốn cái lụ, năm lụ nhé bác. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sáu lụ. Được sáu lụ các bác nhé. Giò này được sáu lụ B13 180.000. Giò kiều dẹt mã số 92 280.000 các bác nhé, 280.000. Hai cành này thì vừa mới lở thôi, còn một vẫn còn chùm lụ nữa. 280.000, 92. Tiếp theo là một giò hồng nhạn mã số B06. Đấy. Giò này thì dễ đây, dễ bắt đầu nó đi hết rồi các bác nhé. Và lụ hoa của nó cũng khá là nhiều đây. Lên hết tất cả các ngòng đều lên. Đó. Nói chung là toàn giò này thì hầu như là 100% cây đều lên hoa, đều có ngòng hoa hết. B06 180.000 hồng nhạn. Tiếp theo mã số B05 cũng một giò hồng nhạn nha các bác nhé. Đấy, cây giò này thì cây rất là to. Đấy, một cành hoa, hai cành hoa, ba cành hoa, bốn cành hoa, 5 cành hoa, 6 cành hoa. Giờ trong giò này được 6 cành hoa. Đấy, mã số B05 180.000. 180.000. Tiếp theo là giò long tu đá xin hồ hoa tím các bác nhá. Dòng long tu đá hoa tím, mã số 11 160.000 các bác nhá. 160.000. Đây, hoa của nó khá là đẹp đây. 160.000. Vạch đỏ. À quên mất, tôi bảo vạch đỏ đơn cam. A88 370.000. 370.000, hàng rất là nhiều thân tơ nhá. Hầu như toàn là thân tơ hết, 370. Tiếp theo là một giò sơn thủy tiên mã số A94. Gồm 1 2 3 4 5 6, 6 cành hoa nha các bác nhá, được 6 cành hoa. Mã số A94 250.000. 250.000 A94.
mã số A93 230.000, cũng được 6 cành hoa. Đấy, cây của nó ngắn hơn một tí. Tiếp theo mã số B02, đây là một kèn nguyên bản nhé các bạn, cục kèn thuần rất là lâu các bạn. Trên một cục gỗ, nói chung là cục gỗ lũa này nó rất là cứng. Đấy, 3 năm trồng 3 năm rồi vẫn cứng đét đẹt luôn này. Và một cái này chắc là ý ngọc thôi. Cái này ý ngọc chưa nở hoa này. Cục 3 thân hoa, 1 2 3 thân hoa đây. Và mới lên được có 2 mầm, mới lên được 2 mầm gốc rồi các bác nhé. À đây, một mắt đang sưng này lên 3 đây của cái thằng này đang lên. Đấy, mã số B02 500.000. Đấy, những cái chồng mà lũa như thế này thì mặt hoa tím đen luôn. Đấy, kèn hoàng thảo kèn Lai Châu các bác nhé. B02 500.000. Do kèn tiếp theo cũng là cục nguyên bản đây các bác này. Cục nguyên bản em ốp vào cục gỗ. Cục gỗ này gỗ bách xanh nha các bác nhé. Gỗ bách xanh Đinh Hương đấy. À, dòng rất là quý hiếm, gỗ quý hiếm rồi. Đấy, mặt hoa của nó đây, bông hoa thì rất là to và cũng rất tím. Mã số B01 300.000 các bác nhé, 300.000. Đấy, hàng thì về phần rất là lâu rồi, buộc cục gỗ mà trèo hết cả sang cục gỗ này rồi. Dễ sang từ lâu lắm rồi. Tiếp theo là một giò kiều vuông mã số B07. B07 thì gồm có 1 2 3 cành hoa này các bác nhá, 3 cành hoa. Tuần thì cũng trồng được hơn 4 tháng rồi các bác nhá. B07 180.000. 180.000 kiều vuông. Tiếp theo là một siêu phẩm hài vệ lữ mã số B04 300.000 các bác nhá. Có 1 2 3 4 5 6 7 8 cành hoa thì một cành nó bị gập nha các bác nhá. Một cành bị gập nhưng mà vẫn còn ra hoa vẫn tươi ok nhá. Và trồng trên một cái chậu sành Phúc Lộc Thọ đây. Đấy là 20 và 15. Rất là đẹp, 300.000 mã số B04. Tiếp theo là ý ngọc. B11 ý ngọc thật sự các bác là trồng rất là lâu rồi. Nhưng mà cái dòng này nó phải mầm tơ nó ra thì bắt đầu thì nó mới ra rễ cơ, chứ còn trồng kể cả các bác lấy về, lấy từ rừng về mà từ cái lục đợt mà nó thắt ngọn đến giờ là nó cũng 5 tháng 6 tháng rồi, cũng không thể nào ra được hoa, ra rễ được hoa. Người đã thắt loại này chỉ ra mầm, ra rễ từ mầm non. B11 150.000. 150.000. Lụ đang rất là nhiều các bác nhé. Ý ngọc mã số B10 cũng 150.000. Đây, lụ của nó đi, gai chi chít hết này. B10 cũng 150.000 ý ngọc. Tiếp theo là một giò trồn mã số B09. Đấy, gồm 6 cây, 170.000 các bác nhé, 170.000. Đấy, ưa trồn. Giò tiếp theo mã số B08, 180.000 các bác nhé, 180.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cũng 6 cây. Giò này thì em cũng thấy được, mới ra được một lụ luôn, mới thấy một lụ hoa rồi. Đây, lụ trắng trắng này, ưa trồn B08, 180.000. Tiếp theo mã số B14. Đây, một giò kiều tím nha các bác nhá. Kiều tím hàng nguyên một dề. Rất là đẹp, lụ đang lên đây rồi, lụ đang sưng rất to đây rồi. Đấy. Mã số B14 350.000, kiều tím một dề. Tiếp theo một giò kiều mỡ gà. Mã số A28 250.000 các bác nhá. 250.000 kiều mỡ gà. A28. Mã số A91 180.000 kiều vàng. Đây các bác, lụ rất nhiều. Được 1 này, 2 này, 3 này. 1 2 3 4 5 6. Được 7 cái lụ nha các bác nhá. Rồi được 7 lụ. Mã A91 180.000. Tiếp theo một giò ngọc thạch hai màu mã số B23. B23 180.000. Hoa thì mới nở một cành thôi mà nó đã rực rỡ như này. Còn một cành, hai cành nữa chưa nở hoa nhé. Còn một cành nữa đang ra lụ này. Dòng này nó ra hoa kiểu gì cũng biết. 23 180.000. 180.000 ngọc thạch. Nuôi gà tròn mã số 71. Đấy, bộ rễ của nó khá đẹp, hàng nguyên một dề các bác nhé, hàng nguyên một dề, thân tơ rất là nhiều luôn. Thân tơ rất nhiều, mầm non cũng rất là nhiều. Đấy, năm nay giò này lên giò rất to. Mã 71, 280.000. Gà tròn.
Tiếp theo là một giò A37 vạch đỏ 200.000 các bác nhé. Vạch đỏ thì bây giờ lụ của nó rất là nhiều này. Đây, lụ đây. Đấy. Lụ lên rất nhiều rồi các bác. Đấy, những cái giò, những cái mà năm ngoái lở hoa hết rồi nhưng vẫn còn mắt, vẫn còn ra lụ rồi các bác nhé. Vẫn còn lụ, vẫn còn rất nhiều lụ. Tất cả các hầu như là các cành đều có lụ hết. Mã A37 200.000, trừ những cành non mà đang phát triển ngọn thì không ra lụ luôn. Tiếp theo mã số A67. Đấy, A67 kim điệp nhựa. Mã số 67 A67 150.000 các bác nhé. Kim điệp nhựa, hoa rất là thơm. Tiếp theo một giò hài đuôi công mã số A80 200.000 các bác nhé. Gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tép tơ nha các bác nhé. Sang năm nó sẽ có ít nhất phải tầm khoảng 5 đến 6 cành hoa giò này. A80 200.000 hài đuôi công. Tiếp theo là một chậu hài Vân Lam mã số A70 160.000 các bác nhé. Đây có một lụ rất đẹp đây. Và 1, 2, 3 4 mầm tơ các bác nhé. Đấy, A70 160.000. Tiếp theo mã số A77 gồm có 2 lụ. Đây. 2 lụ các bác nhé. Đấy, cái dòng này nó phải dài, lụ dài tầm này thì bắt đầu nó ra hoa, hoa mới lở. A77 180.000 hai cành hoa. Tiếp theo là một giò hài kim mã số A85. A85 150.000 các bác nhé. 150.000 đi. Còn một giò đang hoa bán lốt. A85 150.000 hài kim. Tiếp theo là một giò kiều mỗi tua. Kiều tua đây, kiều rất là đẹp các bạn. Đấy, dòng hoa là lông lông phủ hết cả cánh nhá các bác nhá. Đấy, nó có tua rua nhìn rất là đẹp. Gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cành hoa. Đấy, gồm có 8 cành hoa nha các bác nhé. Hoa cũng vừa mới lở thôi. Quên, chưa báo giá. Mã số 8A85 180.000. Tiếp theo là một giò tam bảo sắc. Các bác, là cái giò tam bảo sắc này to quá. Cầm nhất thì nó cũng vừa phải đâu, tầm khoảng 5-7 cân thôi nhưng mà nó to. Đây, một giò rất là to. Tam bảo sắc rất nhiều ngòng hoa luôn các bác nhé. Cái giò này thực sự là các bác nào thích thì em đếm hoa, cành hoa cho bác thôi chứ còn em chưa đếm. Bác nào cần thì em đếm thôi. Đấy. Nói chung là những dòng này thì bây giờ có mỗi ngọn là kiểu gì cũng phải có một cành hoa rồi mà rất là nhiều ngọn này các bác này. Mã số B17 1,5 triệu nhé. Đây là toàn là những cái cành nguyên bản, đây hai khúc nguyên bản hay ba khúc nguyên bản người ta chặt về cho người ta gốp ốp vào thôi chứ không phải là hàng hoàn thuần hàng trồng đâu. Đấy, cây rất là khỏe. Hầu như lá là giữ được từ gốc giữ lên này. Từ gốc giữ lên đây này. Các nhìn xem đấy. Lá từ gốc giữ lên. Cái này về các bác chăm bón thêm một tí nữa là cây lên rất là đẹp nhé. Cái này là người ta để trong gốc nhãn, thế nên là lá của nó là nó không được xếp cho lắm, nó hơi lướt một tí này ở dưới gốc nhãn. Đấy, các bác về cho ăn nắng gió các kiểu rồi ok thêm một tí nữa thì cây lên rất đẹp. B17 1,5 triệu các bác nhé. Rồi, anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em, số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người.